干杯敬，共度千里达尔多，干杯敬，燃えやった今ないと半端じゃないのか。干杯敬，手直して来いよ，干杯敬，変えているのさ。Thôi được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta học Mạnh Tử. Ông ơi, Mạnh Tử có gì đâu mà nói. Ôi trời ơi, không phải là mũi đâu mà. Mạnh Tử. Có một hôm, Mạnh Tử đi gặp Lương Huệ Vương. Ông ơi, Lương Huệ Vương là ai vậy? Là Chư Hầu. À, Chư Dầu hả? Vậy tức là miếng mỡ heo phải không? Thôi bậy, đứng dậy. Cứ đang nói bậy gì đó. Mạnh Tử đi gặp Chư Hầu, biết chưa? Ai bảo ông phát âm không rõ ràng? À, hay lắm. Cho dù mình có chịu sự thiệt thòi và sỉ nhục cũng không